Rồi nay quay mà cho các bạn xem cái chuồng nuôi nuôi dế của mình nha. Đây là chuồng bề ngang 1,5 m, bề dài 4,5 m, mình nuôi 10 tổ trứng. Đây các bạn thấy không? Đó, mình đây mình quay quay sơ lược cho các bạn xem nha. Đây là chuồng dế chim nha các bạn. Chuồng dế chim, mình nuôi dế chim, cái chuồng dế chim nó to to để số lượng nó nhiều, nó rộng rãi, lượng nó nhiều để mình bán cung cấp dế chim. Còn dế đẻ thì không có cần dày gì giữ gì đâu. Dế chim mà các bạn thấy nó đang kịnh không, 10 khai các bạn, nó nói thiệt các bạn là 10 khai nó đã đang kịnh luôn á. Còn ở đây là cái giấy của mình, đó là mình không có bẻ đôi nha các bạn, mình không có bẻ đôi. Còn cái chuồng là mình nuôi chuồng chệt ở dưới đất đó, chệt dưới đất và không có bẻ đôi giấy ra. Các bạn cứ sắp với nhà các bạn cột cái gì nè ha, cột cái gì, cột tùy theo các bạn, cột chất nhiều chồng thì các bạn cột nhiều chồng, cột gì để một lớp gì là như là giấy nguyên 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 miếng các bạn, không có bẻ đây, đây nè. Thì như vậy là mai mốt các bạn không có cần bẻ đôi ra. Giấy nó bẻ đôi ra bằng sắp rồi bao lên dĩ u tùm lum hết trơn, mệt khối lắm. Các bạn để gì một phát một luôn, sau này các bạn để trà chôm, lá chuối, lá mì, lá khoai, cây lứt, cái gì đó trà chôm để đại lên cho nó ăn, xong để đại trong giống luôn. Khi nào thu hoạch là vệ sinh, dọn ra vệ sinh, dọn ra thu hoạch luôn cái một, cái không có cần thấy quá dày thì tăng lên một lớp giấy nữa, cơi lên trên luôn, cơi lên trên bằng mặt luôn mà chất ở phía trong đó, để dế nó không nhảy ra ngoài. Còn các bạn nhiều bạn nói là giấy để nguyên một một bệ gì cao quá với con nó ăn không được, nó chui chổng chết, cái đó là tầm bậy nha, không có đúng nha. Mỗi một anh em, mỗi một người có cách nuôi khác nhau, nói gì là sai. Tôi để nguyên miếng gì tôi nuôi dế vẫn đạt bình thường ha, các bạn đó là cái, nếu mà các bạn nói là bẻ đôi miếng giấy là nuôi dế nó mới đạt, đó là sai. Con dế nó vẫn ở trong, nó vẫn ăn được chứ không ăn được. Thức ăn là mình rải đều chuồng nha, ở đây là mình rải trực tiếp xuống đáy chuồng nha các bạn. Mình chỗ nào cũng có thức ăn, trong hốc bà tó này nó cũng có, trong này cũng có ăn nữa nha các bạn. Mình rải thức ăn nó lọt vô trong này nè ha, rồi mình bào khoai mì mình bỏ vô ha, bào lá khoai củ sắn rồi rồi rồi, rồi bí đỏ rồi rồi dưa leo. Nhớ là khéo khéo nha, đừng có đem ba cái thuốc đem vô đây là chết. Loại ba cái củ rau củ quả thì phải biết nguồn gốc, các bạn thấy nó đang kịnh không đó. Khi mà mình lấy cái phần mà cái phần trứng, cái phần sơ dừa trong này nè, trứng này xong xuôi á, là mình phả lên một lớp cỏ hoặc là cây hoặc là lá mì để cho cái chuồng nó mát nha bạn, con dế nó rút vô nó ở, chứ các bạn để khơi khơi gì nó nóng quá ha. Còn thức ăn bên mình đó, mình rải trực tiếp xuống chuồng nha, nói với các bạn luôn, mình rải trực tiếp xuống đáy chuồng, ở trên cũng có, dưới cũng có, trong hốc cũng có. Mình dắt ngang các bạn, mình rải ngang, thức ăn nó sẽ lọt này, nó dính lại mấy cái chỗ này nè ha. Rồi đó, con dế nó sẽ ăn được nè. Đây con dế rất là đều, con nào nó non nóc các bạn thấy không, đây nó đang kịnh hết trơn nè. Mà các bạn đi biết đi, cái chuồng dế này mà 10 khai trứng thì nó biết dày cỡ nào ha. Mình nuôi dế chim mà, mình không phải nuôi dế bố mẹ nha các bạn thấy không, chỗ nào cũng có dế đó. Chuồng này rộng lắm, mình còn làm sẽ làm một số chuồng rộng hơn nữa đó các bạn xem nè, đang kịnh hết trơn. Thức ăn là mình rải trực tiếp xuống chuồng, đến ngày 15 15 ngày từ cái ngày nó nở ra thì mình mới để cái khay vào ha. Ví dụ như bên đây, bên này là dế được 15 ngày tuổi nên mình bỏ cái miếng để vô cho nó ăn. Còn lá lứt đây là mình cho ăn cái lứt nè, mình để hai bên đây nè, nó vừa mát cái chuồng mà lại vừa con dế nó ở nữa, không cần tăng dĩ giấy lên nha các bạn. Bên đây cũng vậy, bên đây 15 mình cho này, cái lá này, cái nhánh trà nhánh chôm này nó để vô chổng là làm cái giá thể cho con dế nó ở luôn, và nó rất là mát nha. Để các bạn đừng có dọn ra nha, dễ nè các bạn. Mấy cái ô này là ô nhỏ, mấy cái ô này là mình ô dế đẻ nè, còn không hụt hụt dế thì bán dế chim luôn. Mùa này là thiếu dế trầm trọng luôn nha các bạn, dế nó lớn không có kịp để bán luôn, 27 ngày là ép bán mất tiêu hết rồi, không có đủ bán luôn. Trường này là mình nuôi một lớp giấy bẻ đôi nè, cái lớp giấy bẻ đôi là do lúc trước mình còn á, chứ giờ mình không xài nữa. Trời ơi các bạn nuôi không cần là giấy đâu, các bạn nuôi trà chôm lá
lá dừa nước rồi á, trà chôm các bạn bỏ vô nuôi con dế thì cũng được nha các bạn, chứ không phải nhất thiết là cái này nha. Các bạn nuôi chuyên nghiệp thì làm, còn không chuyên nghiệp thì thôi, các bạn khỏi giấy cũng được. Nuôi mà năm ba chuồng gì để cho gà vịt đồ nó ăn thì chim đồ nó ăn thì khỏi cần miếng giấy nha các bạn ơi. Thu hoạch các bạn làm chùm lưới giục vô, nó bò lên bằng vũ thôi. Đây, chuồng dế này là đạt khoảng tầm 19 kg nha các bạn, 19 kg dế. Hai khay trứng mình nuôi cái chuồng này không biết tự nhiên nó đột biến sao mà nó đạt dữ. Thường thường mình nuôi 14 15 kg nha, mà chuồng này làm như nó dế đúng lứa các bạn, nuôi rất là đạt luôn. Chuồng này rất đạt, chuồng này ước lượng mình vũ 13 kg mà trong này 13, trong này 5 kg là chuyện bình thường luôn, trong này là còn nhiều lắm, còn nhiều như trời lắm. Đây, dế này là dế này chuẩn bị lên cánh này, một số con lên cánh, cái này nó no dữ trời, nó này đang dữ trời lắm. Đây, còn dế này nuôi không chết nha. Đây, dỡ cái đáy chuồng này cho bằng xem để nói mình nuôi dế chết đây nè, nuôi dế không có chết. Đây, cái chuồng này bật đèn lên, bật đèn lát lên này. Đây,